Ê! Dậy đi! Mày không đi học à? Thôi mày đi học đi! Hôm nay tao không đi đâu! Ngại đi lắm! Hôm nay điểm danh thì sao? Bình thường ông Hải, ông có điểm danh bao giờ đâu! Biết đâu mày ông có điểm danh! Đi! Đi với tao cho vui! Thôi mày đi đi! Tao ngại lắm! Có điểm danh thì cũng mất một buổi! Mà ba buổi thì mới cấm thi! Có việc gì đâu! Đi đi! Cũng ngờ mày lười rồi đấy! Nó kệ mày đấy! Good morning. Anh Đức đi học sớm đấy. À, hôm nay anh học tiết đầu tiên. Mà chết thật đấy. Trông hai đứa xinh xắn, đáng yêu thật đấy. Nhưng mà cái nét ăn bánh bao ấy, trông nó kém sang làm sao ấy. Thật à? Em chưa nghe người ta bảo à? Cái nét ăn uống ấy, nó quyết định cái vận mệnh của mỗi con người. Đó. Người ăn mày, ăn theo kiểu ăn mày. Người lao động, ăn theo kiểu lao động. Còn đại gia ấy, thì nó ăn theo kiểu đại gia. Em hiểu không? Lâm đắng để ăn bánh bao nhìn cho sáng này. Đưa đây anh chỉ cho. Ê, cầm lấy này cho anh. Đầu tiên ấy, là em phải bẻ đôi cái bánh bao ra. Được chưa? Cái này ấy, nó tái hiện lại cái tích ngày xưa ấy là Âu Cơ và Làng Long Quân. Đó. Lo lắng à, em nào hiểu gì cả. Này nhá, khi ta bẻ đôi cái bánh bao ra đấy, thì à, một nửa tượng trưng cho 50 con lên rừng, một nửa tượng trưng cho 50 con xuống biển, đúng không? À, thì ra là thế. Rồi đi, tiếp theo cứ rỡ mà ăn đi ấy. Thôi, cứ từ từ đã nào. Ăn ấy là nó phải đúng cách, hiểu không? Khi bẻ đôi bánh bao ra, em xác định cái vị trí của quả trứng ở đâu ấy, chúng ta ăn trước. Tại sao? Trứng là tượng trưng cho sinh sôi nảy nở, bấm trôi nảy lộc. Để em thử cho mà xem này có sao nhá. Đây, chúng ta xác định được vị trí trứng ở đâu rồi. Đây, ví dụ trứng đây chẳng hạn. Đấy, chúng ta sẽ ăn trước, đơn giản này thôi. Cũng dễ mà nhở. Mà như thế này hả anh? Ừ, để anh đây. Này, cầm hộ anh. Anh chỉ cho. Thấy chưa? Đơn giản lắm. Cầm này cho anh. Đấy. Nào, bây giờ nhá, nhìn này. Bánh bao này em để cân một tí này. Bè thành đôi, được chưa? Được chưa? Xác định vị trí trứng ở đâu? Đây, trứng đây đúng không? Xong. Ơ, làm. Lần sau ấy, cứ thế mà làm thôi. Ông trời ấy, đã cho mình cái xin sắn rồi ấy. Là cái sang hay không ấy, là do mình. Hiểu chưa? Em cảm ơn anh Đức ạ. Ừ, không có gì. Thôi, anh học đây nhá. Bye bye. Công nhận, ăn như thế này nó sang hẳn chị ạ. Mà như em thấy có cái gì đó sai sai ấy. Cả cái bánh bao, có món quả trứng cút là ngon mà bị ông ấy ăn mất rồi. Lo lắng. Trời ạ, là bị ông ấy lừa còn gì nữa. Anh Đức! Đúng rồi! Lại bị lừa rồi. Anh Đức. Ủa mày không lên lớp à? Hình như là hôm nay anh với mày học cùng môn với nhau đúng không? Vâng ạ. Nhưng mà hôm nay được nghỉ ạ. Sao được nghỉ? Hôm nay em lên lớp thì thầy gọi điện báo nghỉ ạ. Vì hôm nay nhà trường tổ chức hội thi 20 tháng 11 cho thầy cô giáo ở trường ạ. Thế á? Vâng. Mà anh Đông đâu rồi ạ? Anh không đi với anh à? Nó đang ngủ ở nhà ấy. Biết thế này, tao ở nhà ngủ cho khỏe. À, anh với mày chôn nó đi. Là sao ạ? Thì bây giờ ấy, bọn mình gọi điện cho nó, bảo là đang có tiết kiểm tra để lấy điểm chuyên cần. Đó, để cho bắt nó lên đây giống em mình này. Liệu anh ấy có tin không ạ? Một mình anh nói thì nó không tin đâu. Nhưng mà có mày nữa, tao nghĩ nó sẽ tin đấy. Nhá, bây giờ ấy, anh chỉ cần gọi điện, mày tắt nước theo mưa được mà. Hả?
Điện thoại anh mượn, điện thoại hết tiền rồi. Đây. Mật khẩu à? Đồng luôn. Gì đấy Trung? Tạm được đây, mày chơi anh đi. À Đức à, trên trường làm gì, điểm danh à? Không, không phải điểm danh, mà là kiểm tra cộng vào điểm quá trình, mày hiểu không? Đây này, mày nghe. Kẻ Trung này. Đúng rồi đấy anh ạ, hôm nay kiểm tra đấy ạ. Thôi chết mẹ đâu rồi. Chết sau mới kiểm tra cơ, bây giờ mày lên vẫn còn kịp đấy, đi nhanh đi. Hai thằng mày không lên lớp à? Lên lớp làm gì? Thì mày vừa gọi tao bảo là có bài kiểm tra còn gì? Có bài kiểm tra à chú? Làm gì có bài kiểm tra nào anh? Có bài kiểm tra nào? Thằng chó mày lừa tao đúng không? Mày lừa tao, bố mày đang ngủ rồi. Lừa mày. Bố mày đang ngủ ngon nha. Kiểm tra mày. Đừng kiểm tra. Đừng kiểm tra. Con bé này nhìn con quen đấy nhở? À, là nhân viên ở cái shop guitar lần trước đúng không? À, tao nhớ ra việc này quan trọng hơn này. Tao xử thằng chó này. Mày dám chuyện tao? Mày dám chuyện tao? Mày dám chuyện tao? Em chuyện tao. Mau về đám ngủ ngon đi. Rành con, mới tí tuổi đầu đã hư. Mày đặt hùa theo thằng bạn tao, trêu tao à? Hả? Đúng rồi đấy. Mày mới tí tuổi đầu thôi mà mày hùa theo tao để trêu thằng bạn tao, thế là không được đâu đấy. Có phải lỗi của em đâu, tại anh Đức anh bắt em. Đợi. Đã cái tội là hùa theo rồi còn ăn nói linh tinh tình. Mày phải chừa cái tội đấy đấy. Chỗ bạn bè thân thiết với nhau, thỉnh thoảng chôn nhau tí cho vui, làm gì mà bạn căng thế? Nhưng mà tao không có thấy vui. Hả? Tao đang ngủ ở nhà rất là ngon, đang rất là vui thì tự nhiên mày phá hết vui rồi. Thì bạn chẳng đập tớ một trận rồi còn gì nữa. Ngon nè. À, tao nhớ ra rồi. Mày nợ tiền tao. À không, cái đấy tao quên rồi. Cái tao nhớ ấy, là cái con bé lúc nãy mày đụng phải là gặp ở đâu rồi ấy. À, đúng rồi. Cái đợt mày ở cùng nhà thằng Trung Vây ấy thì cũng cùng nhà nó còn gì. Mày nhớ ra chưa? Thì tao nhớ từ cái đợt mà đi mua đàn rồi. Sao không thấy chào nhau? Lúc đầu định chào nhưng mà tao thấy nó bơ với lại là tỏ ra không quen biết nên tao cũng thôi. Ê, con gái đúng là khó hiểu mày nha. Thế một mình thì không được ngồi đây hả em?
anh Đức ăn cái gì đấy? Anh đang ăn pizza. Đây là bánh mì mà. Mày mua cái gì đấy? Mua hết đồ về mời anh em trong xóm ăn. Kinh, kỳ bo như mày mà cũng biết mời anh em trong xóm cơ. Mày bảo ai kỳ bo đấy? Chật thế làm gì. Cái này là lời tiền từ vụ mua đàn cho bà Hằng đúng không? Thế mày có ăn không? Ôi, ăn chứ gì không ăn? Mua gì? Em chào anh Đức ạ. Chào cô em Hằng, xóm xinh đẹp. Thế không chào anh à? Mày với nó lại giận nhau à? Sao tao biết được? Tình hình căng rồi nhá. Sao đây? Nghĩ đến tình cái gì đấy? Tao vẫn đang thắc mắc sao tự nhiên cái Ly nó lại giận tao nhỉ? Chắc là nó tới tháng nên là thường thường là hay nổi nóng. Nhìn cái bộ mặt của mày đáng ghét nữa thì nó chẳng chửi cho, nó chẳng ghét cho. Mà tao phúc hậu như này làm sao đáng ghét được? Không đáng ghét, mày thử hỏi mọi người mà xem mặt mày có đáng ghét hay không. Nhưng mà tới tháng là sao nhỉ? Không biết đâu. Thì hỏi Ly đi. Điền. Mà tao bảo này, con gái giận ấy rất là nguy hiểm. Đó. Nên mày cầm này bán cho cái Ly đi. Con gái ấy, nó rất là dễ giận nhưng mà cũng rất là dễ dỗ, mày hiểu không? Đây, cơm đây cho nó. Chỉ cần nói vài lời ngọt ngào với mang đồ ăn cho nó thôi, kiểu gì nó chẳng cười khì ra. Thôi đi nhanh đi chứ không mẹ nó mà giận gái là cũng mệt đấy, đúng không? Nhanh nhá, để còn mình còn xin đồ ăn, nước mắm các thứ cũng thoải mái, hiểu không? Mà tao nói rồi, kiểu gì hai đứa này dính đến nhau thôi. Đúng là tình yêu chỉ dành cho bọn trẻ trâu thôi. Ly ơi, anh mang đồ ăn cho em này. Em nào ăn, anh đưa về đi. Anh không biết tại sao em lại giận anh. Em tới tháng à? Cuộc sống đôi lúc lắm những bộn bề, đôi lúc khiến ta quên đi những tham mê. Để rồi một ngày lại trôi như thế, tình sắc nối đuôi theo những dòng xe. Rồi khi cô đơn đi trên lối về, đoạn đường hôm nay bỗng sao quá xa. Và rồi tôi lại hát